Từ khi Mỹ bình thường hóa quan hệ với Việt Nam, hầu hết nhóm tự xưng đấu tranh dân chủ cho Việt Nam dương cờ vàng ba sọc, nhóm cờ vàng, đã phải từ bỏ đường lối khủng bố vũ trang để chuyển sang hoạt động nhân danh nhân quyền và dân chủ. Dù vậy, vì bị giam hãm trong cái bóng của chế độ Việt Nam Cộng Hòa cũ, một chế độ rất phản dân chủ trong mắt chính dư luận phương Tây, đa số các nhà chống cộng cờ vàng chỉ vận động dân chủ bằng mồm, trong khi vẫn giữ nguyên lề thói độc tài mà họ đã quen thuộc. Họ thể hiện rõ điều này khi thần tượng những chính khách độc đoán như Ngô Đình Diệm hay Donald Trump. Sự ngưỡng mộ mà họ dành cho gia đình Lý Quang Diệu và mô hình phát triển của Singapore cũng cung cấp một ví dụ khác. Hôm 30 tháng 7, fanpage của băng đảng Việt Tân đã đăng lại một bài viết ngắn của tài khoản Facebook Lê Hải Phước. Trong đó, Phước nêu Singapore như một ví dụ để ca ngợi chế độ đa đảng và công kích mô hình chính trị của Việt Nam. Phước trích dẫn một câu nói được cho là lời Lý Quang Diệu nói với Đặng Tử Bình. Nghe xong lời dạy của Lý Quang Diệu, Lê Hải Phước hào hứng phán xét. Các cường quốc phồn thịnh bền vững đều theo thể chế dân chủ. Các xứ độc tài luôn luôn là những nước nghèo, lạc hậu. Tuy nhiên, lãnh đạo thì toàn là tỷ phú đô la. Đọc xong câu này, bất cứ ai hiểu bối cảnh chính trị của Singapore cũng phải bật cười trước sự ngây thơ và nông cạn của băng đảng Việt Tân cùng Lê Hải Phước. Trước hết, người Hoa không chiếm hầu hết cư dân sống trên đảo Singapore. Trong số những người mang quốc tịch Singapore, người Hoa chỉ chiếm khoảng 70%, số còn lại là cư dân gốc Mã Lai và Ấn Độ. Ngoài ra, Singapore là một thương cảng, 40% người sống trên đảo là người ngoại quốc không có quốc tịch Singapore. Trong đó, người Hoa không chiếm số đông. Nhìn lại câu nói trên của Lý Quang Diệu, ta thấy rõ, ông này xem Singapore là đất nước của người Hoa, tức sắc tộc của mình, mà gạt đi tầm quan trọng của các cư dân khác trên hòn đảo, một thái độ không thể xem là tôn trọng sự khác biệt. Nhưng không chỉ có vậy, dù ca ngợi chế độ dân chủ pháp quyền trên đầu môi chót lưỡi, thực ra Lý Quang Diệu xem đất nước Singapore như tài sản riêng của gia đình ông ta, ở đó con cháu ông ta thay phiên nhau nối ngôi vua. Như trong một bài viết châm biếm, nhà văn hải ngoại Đỗ Khiêm đã lột trần bản chất độc tài gia đình trị của chính thể Singapore. Theo đó, Lý Hiển Long, con trai cả của Lý Quang Diệu kiêm thủ tướng hiện tại của Singapore, đã thăng tiến với tốc độ tên lửa không phải nhờ học vấn hay tài năng mà chỉ nhờ được cha nâng đỡ. Cụ thể, khi đi nghĩa vụ quân sự vào năm 19 tuổi, Lý Hiển Long đã không phải trải qua một ngày làm lính trơn nào, mà lập tức được quân đội dùng tiền công quỹ cử đi học ở Đại học Harvard Mỹ và Cambridge Anh. Về nước năm 29 tuổi, anh này lập tức mang lon đại tá dù chưa hề có lấy một công trạng. 2 năm sau, lên lon thiếu tướng, dù vẫn chưa có thành tích gì, ngoài việc cho tàu đi sửa chữa một dây cáp chạy qua đảo Sentona. Em trai Lý Hiển Long cũng tương tự như anh. Vợ Lý Hiển Long là chủ tịch kiêm CEO Quỹ Đầu tư Nhà nước Temasek. Sở hữu 403 tỷ USD, Lý Hiển Long đã giữ chức Thủ tướng Singapore liên tục trong 19 năm từ 2004 đến hiện tại và vẫn chưa có ý định từ chức dù đã 71 tuổi và đau ốm. Trong Quốc hội Singapore, đảng của cha con họ Lý luôn nắm 90% số phiếu, chỉ có 10% là của các đảng đối lập. Thành công của cha con họ Lý không đến từ chế độ dân chủ đa đảng mà họ vốn dĩ không áp dụng, cũng không đến từ kỹ năng lãnh đạo vì đã lên ngôi nhờ được gia đình nâng đỡ chứ chẳng phải nhờ lãnh đạo ai. Họ thành công vì đã được người Anh cho giữ cái cảng Singapore, một vị thế tự nó hái ra tiền vì không có tuyến đường thay thế trên hải trình quốc tế. Từ đó, họ chia cho con cháu các vị trí cao trong quân đội và các doanh nghiệp quốc doanh, đồng thời đàn áp, kiềm chế các đảng đối lập để có thể giữ chặt cái cảng biển này trong tay. Nếu phải quản trị một lãnh thổ lớn hơn một thành phố, nơi cư dân phải kiếm sống bằng sản xuất thay vì thu tiền qua cảng, thì gia đình Lý Quang Diệu chắc chắn đã không thành công, thuận lợi như thế. Qua sự sùng bái mà giới chống cộng cờ vàng dành cho các gương mặt độc đoán như Ngô Đình Diệm hay gia đình họ Lý, ta thấy họ không mấy hiểu biết về cả tình hình chính trị thế giới lẫn lý tưởng dân chủ nhân quyền mà họ dùng làm bình phong. Họ không biết ăn ở với nhau theo lối dân chủ, họ có thể tự đánh phá nhau đến mức dã hàng vì một cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Không thể độc lập về mặt tinh thần, họ tìm kiếm cho mình những ông vua nên luôn bị trôi giạt đến fandom của những lãnh đạo muốn độc đoán làm vua. Khi lý tưởng không đi đôi với thực tế, lời nói không đi đôi với việc làm, giới chống cộng cờ vàng đã tự biến những hoạt động của mình thành ra giống nghĩa.